Rồi, hello anh em nhá. Chào mừng anh em quay trở lại với Volleyball BCT ở trên nền tảng YouTube nhá. Hôm nay thì mình sẽ di chuyển lên Quỳ Châu để tác nghiệp giải đấu ở Quỳ Châu cho anh em xem anh em nhá. Hiện tại thì đang chờ bắt xe này. Đây, xe anh Khoa nhá. Đấy. Lát nữa thì sẽ đi xe anh Khoa và sẽ lên Quỳ Châu để tác nghiệp giải anh em nhá. Đấy. Lát nữa thì sẽ lên xe đó để lên Quỳ Châu anh em nhá, giải đấu một ngày mai ngày 24 tháng 11 tại bản Lâm Hội, xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu. Xe anh Khoa ở phía sau rồi. Xe đang dừng đổ xăng các kiểu anh em ạ. Hành trình lên Quỳ Châu thì cũng sẽ khá là mất thời gian. Nên lúc này là gần 9 giờ và theo như chia sẻ của em lơ xe thì là tầm khoảng 11 giờ 30 đến 12 giờ thì mới có mặt tại Quỳ Châu và sẽ phải bắt hai chặng xe. Có nghĩa là đi xe anh Khoa này một lúc và sau đó thì sẽ bắt thêm một chuyến xe khác nữa. Là nửa lên xe thì sẽ chia sẻ cảnh đẹp ở bên đường nhá. Đấy, những cảnh đẹp ở bên đường. Rồi là nhân đây thì cũng sẽ làm một chiếc vlog gửi đến cho anh em đang xem ở trên kênh luôn. Vừa ngắm phong cảnh của mảnh đất 37 Nghệ An ở miền Tây Sứ Nghệ. Và vừa làm một chiếc video kỷ niệm anh em nhá. Đấy. Mình sẽ lên nhà của ông Trùm Trại Bò sẽ review cho anh em khu xưởng sản xuất keo của ông Trùm Trại Bò, sau đó là sẽ đón Tú MC, đón Đức Hành, rồi là chúng ta sẽ di chuyển lên địa điểm thi đấu. Ngày hôm nay thì ở Bắc Ninh, ở Yên Phong Bắc Ninh thì các idol sẽ tham gia giải đấu ngày mai như là Ngọc Thuân, như là Lý Văn Trường, xin lỗi, như là Ngọc Thuân và một số anh em đánh giải ngày mai thì vẫn đang đánh giải ở Bắc Ninh. Anh em có thể lên Quantum Sport để chúng ta theo dõi giải đấu này. Còn ở clip này thì mình sẽ quay và review chặng hành trình của mình cho mọi người xem nhá. Đây, bây giờ thì chúng ta sẽ lên xe nhá. Đây, xe anh Khoa này. Chỗ mình đi xe anh Khoa là cuộc xe duy nhất di chuyển qua khu vực là Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Quỳ Châu các kiểu anh em ạ. Trong ngày thì sẽ có hai chuyến, một chuyến lúc 9 giờ sáng và một chuyến lúc 3 giờ chiều. Đây, hiện tại thì đang đợi anh em nhá. Đang đợi khách. Đủ thì chúng ta sẽ lên xe. Tạm nữa chặng đường di chuyển thì mình sẽ tiếp tục gửi đến cho mọi người nhá. Ok, đến nơi rồi anh em ơi. Hơn 2 giờ đồng hồ đây. Ông Trùm Trại Bò, bàn tay ma thuật, phóng viên Nghệ An đón nhá. Tiếp tục lên đường, let's go. Chúng ta đi tham quan xưởng của ông Trùm nhá anh em nhá. Đây, xưởng của ông Trùm anh em ơi. Ok anh em. Đây, đi quan chiến mã. Đẳng cấp không anh em? Đây, quá đẳng cấp. Đây anh em nhá, lên đường đã. Điện cánh đi. Tập luôn anh em ạ, đây này. Đây điện luộc với nấu xà đấy. Quỳ Châu này, quá đẳng cấp luôn. Đấy, mấy chú vịt chết oan rồi. Nó măng được. Đây mấy chú vịt chết oan rồi anh em ạ. Đây, đây. Dạ. Bắn các bạn, có các bạn. Đó, cảm ơn. Để lên review cho anh em xưởng kéo của ông Trùm Trại Bò nhá. Chiều hôm nay thì sẽ đón tiếp anh với Tú, với em thôi. Anh Tú tâm hải cho đến Nguyễn đi em đây sẽ lên. Ok, tuyệt vời, mạt anh em ạ. Điện tuyệt vời luôn. Đây, đẳng cấp luôn. Đây, tiếp tục chính chiến anh em nè. Đây, điện cực kỳ đẹp luôn. Con này chạy hết ga hết số 120 km/h. Đấy, đẹp không anh em? Như kiểu mà đi lên thiên đường này. Này, đấy, chắc đẹp. Ok anh em nha, đến trưởng ơi, quay tiếp. Đến nhà của ông Trùm Trại Bò rồi anh em nha. Đây, nhà Trại Bò này. Đây. Chỗ này thì anh em thấy quen không? Hồi trước thì bèn có làm một cái clip đám cưới của ông Trùm ấy, bên này này.
Bên này là cái biệt phủ mà bạn cũng đã lên một cái clip rồi này. Đấy, cái biệt phủ này thì bạn cũng đã lên một cái clip ở trên kênh YouTube rồi này. Đấy, biệt phủ 100 tỷ ấy, ở Châu Bình, Quỳ Châu. Đấy, biệt phủ này chi phí xây dựng các kiểu trong hơn 3 năm đấy anh em. 1 tỷ. À, 100 tỷ. Đấy. Biệt phủ này anh em nhá. Đấy, anh em nào chúng ta muốn xem quả vlog về cái biệt phủ này thì có thể xem lại ở trên kênh. Lát nữa thì bé sẽ gắn link của cái biệt phủ này vào ở cuối của cái clip này. Đấy, lát nữa thì chúng ta sẽ vào thăm lại nhá. Đấy, lát nữa thì chúng ta sẽ vào thăm lại cái biệt phủ này. Anh nhắc phủ này thì ngày xưa bé có lên một cái clip rồi. Đấy, lần nữa thì nếu được thì sẽ đi với Tài để qua. Biệt phủ đó là của nhà bác của Tài. Đấy. Chiều nay thì mới lên sân anh em ạ. Chiều nay thì mới lên sân cơ. Đấy, đang còn đợi Tú MC và Hành Hộp nữa. Rồi mới lên sân nhá. Mọi người một buổi trưa vui vẻ. Đấy. Rồi, xin chào anh em nhá. Tiếp tục đến với chiếc clip một vòng trước thêm giải đấu ở Châu Hồi Quy Châu vào sáng ngày 24 nhá. Đây anh em, chúng ta đang có mặt tại xưởng chế biến keo của ông Trung Tài Bò nhá. Chuyền hai số 1 của bóng chuyền Quy Châu. Hiện tại thì ở giải đấu này thì như đã chia sẻ thì Tài sẽ làm trọng tài thôi, không được chuyền hai. Đấy, đây là khu xưởng của Tài nhá. Đấy, số 7 này là giám đốc đấy anh em. Giám đốc mà nhìn khắc khổ anh em ạ. Chân đi dép này, quần đùi này. Đấy, xếp đây anh em. Đây là khu xưởng của Tài khai thác và các sản phẩm về keo nhá. Keo này thì hình như là làm giấy anh em ạ. Đây, sẽ hơi ồn một chút thì anh em phải chứ là thông cảm nhá. Các công nhân đang làm. Anh số 7 là giám đốc. Đây. Đấy, công ty của Tài thì có tầm khoảng hơn 10 công nhân đang làm anh em ạ. Đây, máy móc và trang thiết bị này khá là nhiều việc anh làm liên tục không nghỉ tay luôn. Đây, liên tục đây anh em nhá, từ khâu làm nguyên liệu thô này. Đây là nguyên liệu thô nhá, keo. Đây là máy chuốt vỏ. Đây là máy chuốt vỏ này. Đây là phần chỉnh công đoạn đầu tiên của dây chuyền. Đấy, anh em ơi. Đấy, còn thô nó xấu như thế này này. Đấy, hơi ồn anh em thông cảm nha. Này, sau một công đoàn thì nó sẽ ra như thế này. Đấy, vậy là 3 cái máy là sẽ ra được thành phẩm nhá. Này, hơi ồn một chút, em phải trước là thông cảm cho. Đây, hơi ồn một chút. Đây là công đoàn cho ra thành phẩm nhá. Đây là loại 1 này. Đây, loại 1 đây anh em nhá, rất đẹp luôn. Đây, loại 1 rộng 70 anh ạ, rộng 70, dài tầm khoảng 1m2. Đây là loại 2 này. Đây, loại 2. Đây, còn bên này thì là loại 3, làm viên nén cho cả khu công nghiệp. Viên nén đốt nhá. Đây, anh giám đốc của chúng ta đây.
Giám đốc này khác giám đốc khác anh em nhá. Không mặc vest được. Thành phẩm thì ra rất là nhiều anh em. Có vỏ này. Rồi là baton. Baton anh em ơi, đây. To như vậy mà sau khi tuột thì nó bé bé như thế này này. Đấy, gầy này nó chèm mồm lấy để quạnh nhau thì rất nhiều tây du ký. Đấy. Ok. Quá đẳng cấp luôn. Anh em đó nha, đấy. Một vòng cho anh em luôn. Tuyệt vời. Rất là rộng nhá, bãi keo này rất rộng luôn. À, xung quanh thì cũng keo hết. Đấy. Nó hơi ồn một chút thì anh em cũng hết sức là thông cảm nhá. Ở khu làm việc mà nó hơi ồn. Đấy, máy gấp các kiểu. Vẫn chưa lên chỗ thi đấu anh em ạ. Chiều ngày hôm nay thì đang quay một vòng nơi làm việc của ông Trung nhá. Ở đây. Em đây là tuyệt vời. Đấy. Vừa rồi là nhân tiện đi chơi thì vừa cũng là làm vlog để chia sẻ với anh em luôn. Đấy. Cho nên là vui vẻ anh em nhá. Đấy. Công việc chính, thu nhập chính của ông Trung là công việc này anh em nhá. Đấy. Chứ nói đến đam mê thì cũng đam mê, nhưng mà rồi ai cũng sẽ phải lo cơm áo gạo tiền thôi anh em ạ. Đấy. Rồi sẽ phải lo cơm áo gạo tiền hết. Và đây là công việc mà ông Trung của chúng ta xác định để làm và nuôi gia đình nhá. Đây, chúc cho công việc của em trai luôn thật nhiều sức khỏe và luôn gặp thật nhiều may mắn. Đấy, em cùng tranh thủ quay lại vừa là review cho xưởng của em Tài, cũng vừa là quay cho anh em xem một chiếc vlog chiếc thêm của giải đấu vào ngày mai. Lát nữa đi Đức Hạnh và Tú MC lên thì bạn sẽ tiếp tục quay cho anh em nhá. Chào anh em nhá, chúng ta lại tiếp tục đến với chiếc vlog chiếc thêm giải đấu 24 của Lâm nghiệp Quỳ Châu nhá. Hiện tại thì chúng ta đã di chuyển qua bãi phơi nguyên liệu của em Tài rồi. Đây, bãi phơi này nó còn rộng khoảng gấp 5 xưởng bên kia. Theo như Tài thì bãi này lên rộng lên đến 2,5 hecta cơ. Đây. Xung quanh thì đều là đồi núi. À, không có mạng anh em ạ. Đấy, hồi nãy có phát trực tiếp nhưng mà vào đây thì nó mất mạng rồi. Đấy. Đây là bãi phơi này, các cô công nhân đang làm này. Đấy. Đây các cô công nhân đang làm đây anh em nha. Đây. Đây là cọc cuối cùng mà Tài vừa chuyển đến này. Đấy. Ở đây thì có xưởng đóng thành phẩm rồi. Rất là rộng. Đang ghi lại vừa là review vừa là chia sẻ với anh em nhá. Đấy, rất là rộng luôn. Công nhân cũng rất là đông, đông hơn ở chỗ kia. Công việc ở đây thì vất vả hơn rồi. Phơi, đóng gói sản phẩm các kiểu. Đấy. Gà thả đôi. Tít vào trong kia nữa anh em ạ. Trong kia luôn kìa. Khô rồi anh em. Trời ơi, nó rộng. Rộng lắm anh em ơi. Tít tít đầu kia kìa. Khiếp. Khiếp luôn. Đấy. Rồi. Nhiều lắm. Đây. Đây, anh giám đốc đấy nha. Đấy. Gà thả đôi này. Gà này mà luộc lên mà gặm thì đừng hỏi.
Đấy, rồi. Một trống một mái. Ok, let's go. Tiếp tục ra trưởng nhá, tiếp tục lên đường. Chào mọi người nhá. Đây, lên đường ra trưởng anh em nhá. Clip này mình sẽ đăng lên trên kênh cho anh em xem. Cảm ơn anh em rất nhiều. Rồi, chúng ta tiếp tục cái vlog mà mình đã quay từ hồi chiều nhá. Đây. Chờ đợi đến đây lúc khoảng 11 giờ. Chờ đợi và đợi chờ thì gần 5 giờ. Gần 5 giờ cả cái đồ mới lên đến nơi anh em ạ. Đấy. Buổi chiều trâu đây, đây. Cả cái đồ bây giờ mới lên đến nơi này. Đây. Đây, cả cái đồ của chúng ta giờ mới lên đến nơi nhá. Đây. Anh Hộp này, Tú MC này, đây là trọng tài ngày mai này. Ông Trung, ông giám đốc hồi trưa đây anh em. Đấy, bây giờ tuột lại vẻ đẹp trai rồi. Đấy, giám đốc mà kiêm bốc xếp, kiêm lái xe, rồi kiêm đảo ván ép luôn. Khủng khiếp. Đây anh em nhá. Đây là Châu Bình. Đấy. Đây. Ngôi nhà hồi nãy quay cho anh em là ngôi nhà này này. Ngôi nhà của gia đình cô chủ Hiệu Hương. Đấy. Đấy. Ở Yên Hợp, Quỳ Hợp. À, và như vậy là nãy anh em comment Yên Hợp là đúng rồi. Đấy. Đây này, vào lấy đồ đó. Rồi bây giờ anh em lên sân anh em nhá, lên sân, đến sân thì sẽ quay tiếp cho anh em nhá. Ơi, đến chỗ sân rồi nhá. Đây. Chỗ này cách sân khoảng 100-200 m nữa thôi. Đây. Vừa tối luôn. Đây là anh Thành này, trưởng ban tổ chức giải. Đấy, trưởng ban tổ chức giải của chúng ta nhá. Đây. Đấy. Tuyệt vời anh em nhá. Đây này, đây là khu lâm nghiệp của Quỳ Châu nhá. Đây. Đây là giám đốc. À, đây là Hành nhá. Đây, tất cả mọi người một hành trình rất là xa anh em ơi. Có thể nói là quá xa xôi luôn đấy. Đây. Xa xôi. Rất xa xôi. Đây. Đây là khuôn viên của Lâm Trường thôi anh em nhé. Còn chúng ta đại nghĩa sân ngoài sân vận động của bản Lâm Hội nhá. Sân mà không quay đâu chứ thôi. 6 năm rồi anh. 7 năm rồi. 26. Ừ. Đây. Tuyệt vời anh em nhá. Đấy. Rồi. Như vậy là video của chúng ta cũng gần như là hoàn như là tròn vẹn và toàn bộ rồi. Đấy, tròn vẹn là toàn bộ từ lúc bèn đặt chân lên xe, rồi là gửi cho anh em xem tài bò, nhà tài bò, rồi là các cuộc hành trình ở trên chặng đường đi. Rất mong là được anh em yêu quý đón nhận và chia sẻ, anh em quý đón nhận và chia sẻ. Chúc cho anh em thật nhiều sức khỏe, may mắn và thành công. Đừng quên là yêu mến AD Bang thì bấm kênh theo dõi, ủng hộ cho AD Bang. Có thể có được nhiều sự may mắn ở giải đấu này. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin kết thúc video ở đây. Và hẹn gặp lại mọi người vào sáng ngày mai, một ngày duy nhất, ngày 24 tháng 11. Tại bản Lâm Hội, xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An để đến với giải đấu siêu bom tận được vị là được xem là lớn nhất của bóng chuyền Nghệ An từ trước đến nay và bóng chuyền của huyện Quỳ Châu nói riêng. Chúc anh em thật nhiều sức khỏe, may mắn và thành công. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.